Trưởng tướng Phạm Duy Tất và trận Cam Phong Trách của tác giả Linh Cơ. Xin mời bà con mình cùng nghe. Kính thưa quý vị, đã đọc bài Cam Phong Trách 1972 do Đỗ Sơn viết. Khoảng một tuần sau khi bài được đăng trên một số báo và diễn đàn Việt ngữ Internet, tôi nhận được email của trưởng tướng Phạm Duy Tất, vị chỉ huy trận chiến Cam Phong Trách. Email của chuẩn tướng Tất có vài điều tôi đã không viết trong bài Cam Phong Trách 1972, và vì ông có ghi chú bên ngoài là tùy nghi sử dụng, nên tôi quyết định gửi đăng lá thư của ông lên những nơi đã từng đăng bài Cam Phong Trách 1972. Hầu quý vị từng đọc bài có thêm dự kiện, cũng như hiểu được tâm tư của người chỉ huy trận chiến này. Ghi chú: bút hiệu Linh Cơ ký dưới bài chính là danh hiệu truyền tin của chuẩn tướng Phạm Duy Tất trong thời kỳ ông đang chỉ huy lực lượng biệt động quân ở quân đoàn 4 và quân khu 4. Anh Đỗ Sơn, tôi đã đọc được bài Cam Phong Trách 1972 anh viết. Bồi hồi nhớ lại một đoạn khó quên trong quãng đời chiến binh của mình, gửi anh thêm một vài chi tiết có thể anh không rõ, không nhớ hoặc anh chưa từng nghĩ đến về trận Cam Phong Trách. Chắc anh còn nhớ tôi đã trả lời với các phóng viên ở Nam California nhân dịp về tham dự Đại hội Biệt động quân. Là bại tướng thì nói gì cũng là bại tướng, nhưng được gợi hồi tưởng lại trận Cam Phong Trách thì tôi lại muốn nói những lời chưa có cơ hội nói. Cho đến giờ này, hẳn chưa ai quên mùa hè đỏ lửa 1972. Mỗi khi nhắc đến, không ai khỏi chạnh lòng, ngậm ngùi về sự khốc liệt của chiến tranh. Năm 1972 là năm cuộc chiến Nam Bắc đã lên đến cực điểm. Tổng bí thư Lê Duẩn và Đảng Cộng sản Việt Nam thật vô cùng tàn ác, đẩy hàng vạn vạn người dân Việt Nam của cả hai miền vào cảnh chết chóc chưa từng thấy. Họ mơ ước, nôn nóng, nhuộm đỏ cả nước Việt Nam càng sớm càng tốt, để dân công lên quan thầy. Giữa hai lực đối trọng to lớn là Liên Xô và Trung Cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam chơi trò đu dây và khiến nhân dân miền Bắc lầm tưởng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là độc lập qua khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước, quá bất ngờ đến bàng hoàng cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô sụp đổ, biến dạng trên địa cầu. Nhưng thật không may, một nước Cộng sản to lớn, Trung Cộng vẫn còn tồn tại. Dần dần Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thoát hiểm thì phải bám víu vào họ, vô hình chung lọt vào cái lưới thiên la địa võng của Trung Cộng mà cả nước Việt Nam ngày nay đang giãy giụa. Trở lại với mùa hè đỏ lửa 1972, nói đến trận chiến khốc liệt này, mọi người liên tưởng ngay đến ba mặt trận lớn là An Lộc, Công Tâm và Quảng Trị. Chưa đủ, còn một mặt trận nữa, đó là mặt trận Cam Phong Trách thuộc vùng 4 chiến thuật. Tôi không nghiên cứu để hiểu bốn mặt trận đâu là chính đâu là diện. Cam Phong Trách là một địa danh xa lạ, một thị trấn quá nhỏ bé nằm trên đất Campuchia, cách Hà Tiên về phía đông bắc khoảng 14 cây số. Trận chiến Cam Phong Trách cũng khá khốc liệt về cường độ. Lực lượng tham chiến có liên đoàn 42 chiến thuật biệt động quân biên phòng, được tăng phái một chi đoàn thiết quân vận M113, đối đầu với một sư đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt được tăng cường. Có thể nói bên ta một chọi năm, khởi đầu mặt trận này do Đại tá Vũ Quốc Gia, tư lệnh Lữ đoàn 4 kỵ binh chỉ huy, Bộ Chỉ huy Hành quân đóng tại Tô Châu, Hà Tiên. Biệt động quân quân khu 4 có Bộ Chỉ huy Hành quân đóng tại trại Chi Lăng, vùng Thất Sơn, Châu Đốc. Có Bộ Chỉ huy Hành quân nhẹ đóng tại bến phà Niết Lương trên đất Campuchia, chịu trách nhiệm vùng biên giới từ tỉnh Kiến Tường, Mộc Hóa đến tỉnh Kiến Phong, Cao Lãnh. Hai lực lượng biệt động quân và kỵ binh đều dưới quyền chỉ huy của tướng Trần Văn Hai, tư lệnh biệt khu 44. Tôi được tướng Hai đưa vào Cam Phong Trách khi chiến trận đã lên đến cao điểm và nắm quyền chỉ huy. Đề cập đến tương quan lực lượng thì tôi xin nói rõ về lực lượng và khả năng của biệt động quân biên phòng một chút để thấy sức chiến đấu, tinh thần chiến đấu của anh em chiến sĩ biệt động quân biên phòng rất kiên cường trong trận Cam Phong Trách.
Nói đến biệt động quân, hầu như ai ai cũng có ý nghĩ đây là những đơn vị thiện chiến, mũi nhọn, đầu sóng ngọn gió. Biệt động quân luôn luôn là tuyến đầu xung trận. Quả đúng như vậy, đó là biệt động quân ở các liên đoàn 1, 2, 3, 4, 5 đã dày dặn chiến trường mấy chục năm qua. Biệt động quân biên phòng thì khác, là những đơn vị vừa được cải tuyển thành biệt động quân từ năm 1970. Họ là những biệt kích quân dân sự chiến đấu ở các trại biên phòng, lực lượng đặc biệt. Họ chưa từng được tổ chức thành tiểu đoàn, chỉ hành quân nhỏ, phục kích thám sát, chặn đứng và tiêu diệt những cuộc xâm nhập nhỏ, xuyên biên giới. Từng đoàn ít người trong phạm vi vùng trách nhiệm của trại. Họ chưa có kinh nghiệm đánh cắp đại đội, tiểu đoàn. Nói chi là liên đoàn, tổng thiết phối hợp với thiết quân vận thì rõ ràng là xa lạ. Trang bị của họ cũng rất nhẹ nhàng. Từ cuối năm 1970, ý thức được tình hình đã biến đổi. Cộng sản Bắc Việt không còn xâm nhập từng đoàn nhỏ vài chục người hoặc đông hơn khoảng 100 người. Bắc Việt nay xâm nhập cấp trung đoàn, sư đoàn. Cho nên tôi đã cơ động hóa các tiểu đoàn biên phòng để vừa hành quân vừa học hỏi kinh nghiệm đánh cắp đại đội tiểu đoàn và nếu cần có thể đánh cắp liên đoàn. Các tiểu đoàn này chưa được gửi đi huấn luyện bổ túc tại trung tâm huấn luyện dục Mỹ về chính quy hóa. Chính vì vậy mà có liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng để tham chiến mặt trận Campong Trích, tăng phái cho liên đoàn 4 kỵ binh. Nói về quân số cũng là một vấn đề. Tiểu đoàn thuộc các liên đoàn 1, 2, 3, 4, 5 đều có cấp số 800, thì khả năng tham chiến mới được 500. Ngược lại, cấp số tiểu đoàn biên phòng chỉ là 500, thì khả năng hành quân không hơn không kém 300 và chỉ trang bị nhẹ. Với tương quan lực lượng như vậy mà, Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng đã tạo được thành tích có thể nói thần kỳ. Liên đoàn đã không bị đánh tan và không bị tiêu diệt. Ngược lại đã gây tổn thất nặng nề cho Sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt, chặn đứng họ tại Campong Trách, bẻ gãy kế hoạch của họ làm tiêu tan mục tiêu của Bắc Việt đã đề ra, đánh chiếm Hà Tiên, Kiên Lương để xây một bến cảng cho mặt trận giải phóng miền Nam. Do tình hình các mặt trận trên toàn cõi Việt Nam Cộng Hòa tương đối lắng dịu, quân ta đã làm chủ được trận địa. Sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt tại Campong Trách cũng đã yếu thế, không còn khả năng tấn công mạnh, nên quân đoàn 4 đã cho lệnh rút lui lực lượng khỏi Campuchia. Thấy quân ta rút lui, Sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt tuy đã yếu thế, nhưng cố vớt vát tiến chiếm Kiên Lương, cơ sở xi măng Hà Tiên. Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng vừa trở về chưa được dưỡng quân, thì lập tức nhận lệnh tăng phái cho sư đoàn chính bộ binh dưới quyền tướng Trần Bá Di, rồi được điều động đến Kiên Lương để giải tỏa khu vực này. Trung tá Trần Kim Đại cùng với liên đoàn nhanh chóng đến Kiên Lương để lâm trận. Bản thân tôi và bộ chỉ huy nhẹ không còn trách nhiệm gì trên mặt trận này, trở về bộ chỉ huy hành quân ở Thất Sơn với trách nhiệm nhiệm vụ cũ trước đây. Có lẽ tướng Di hiểu quá rõ khả năng và sở trường của biệt động quân biên phòng, nên đã ra một lệnh cho Trung tá Đại vô cùng khắc nghiệt, tưởng chừng như khó thực hiện được, hay ít nhất cũng phải chấp nhận một tổn thất cao. Ấy thế mà Trung tá Đại thì bình tĩnh lắm, tự tin là khác. Lệnh ban ra là biệt động quân phải tái chiếm hẳn Si Văn Hà Tiên nguyên vẹn, không được làm hư hại bất cứ thứ gì. Có nghĩa là Trung tá Đại không được sử dụng pháo binh, không được gọi không quân yểm trợ, không được sử dụng vũ khí nặng. Ấy vậy mà Trung tá Đại và Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng tạo được một chiến công thần kỳ thứ hai, chỉ vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi. Liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng đã chiếm lại hoàn toàn cơ sở xi măng Hà Tiên, đánh tan lực lượng Cộng sản, khiến họ phải tháo chạy về biên giới. Thật ra các tiểu đoàn biệt động quân biên phòng còn thiếu kinh nghiệm về lối đánh trận địa chiến, nhưng có quá nhiều kinh nghiệm đánh về đêm, đánh biệt kích. Chính đó là sở trường của họ mà tướng Di đã phát huy. Trung tá Đại đã hoàn thành mệnh lệnh của tướng Di thật hoàn hảo xuất sắc. Tuy tôi không có trách nhiệm trong trận chiến này, nhưng vùng biên giới vốn là trách nhiệm thường xuyên của tôi trong nhiều năm qua. Nên địa hình địa vật trong khu vực này tôi quen thuộc lắm.
Sau khi Trung tá Đại nhận lệnh từ tướng Nhi, liền cấp tốc báo cáo cho tôi. Trung tá Đại thì có vẻ tự tin, nhưng tôi không thể không lo cho quân của mình, dù đã tăng phái. Phản ứng thật nhanh, tôi yêu cầu sư đoàn chính bộ binh chấp thuận cho tôi điều động tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng thuộc trại Bình Thạnh Thôn, do thiếu tá Tạ Thành Lộc chỉ huy thuộc liên đoàn 41 biệt động quân biên phòng đóng tại Mộc Hóa, trực thăng vận chớp nhoáng vào chiếm lĩnh núi Hòn Cọp, gọi là núi nhưng thật sự là một ngọn đồi thấp nằm chặn giữa con đường Kiên Lương đến Hà Tiên. Nơi đây là cơ sở chỉ huy trạm xá tiền phương tiếp vận Giao Liên, con đường tiến thối của đối phương. Cuộc đổ quân thật bất ngờ và táo bạo của tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng, thiếu tá Pho Húc Tạ Thành Lộc và quân của ông ta chỉ xoải có chục bước đã chiếm lĩnh ngay trận đồi này, đánh tan tành quân Cộng sản. Cũng phải nói thêm, Trung tá Đại nhờ sự hỗ trợ rất tích cực của Pho Húc Tạ Thành Lộc và tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng đã kết thúc hoàn toàn trận chiến Campong Trách một cách nhanh chóng vẻ vang. Có thể nói rằng dân chúng miền Tây vẫn được vui hưởng thái bình vào lúc đó là nhờ vào trận Campong Trách, trong khi các mặt trận khác tuy bề ngoài có vẻ lắng dịu, nhưng thực tế thì vẫn rất căng thẳng. Thật là một điều không vui cho quân dân miền Tây nói chung, biệt động quân nói riêng, vì sự thay đổi bất ngờ của hệ thống chỉ huy quân đoàn 4, tướng trưởng được điều động ra làm tư lệnh quân đoàn 1 quân khu 1, tướng Trần Văn Hai Trời biệt khu 44, trung tá Trần Kim Đại đi nhận chức liên đoàn trưởng liên đoàn 1 biệt động quân ở vùng 1 chiến thuật, riêng tôi đi nhận chức chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2. Tại đây lập tức tham chiến vào mặt trận công tâm, biệt động quân quân khu 2 chịu trách nhiệm mở đường quốc lộ 14, giải tỏa cụm chốt tạo núi Chu Phao cùng liên đoàn 21 biệt động quân biên phòng do trung tá Nguyễn Văn Lan chỉ huy và tiểu đoàn 90 biệt động quân biên phòng của đại quý Phan Bát Giác đã khai thông quốc lộ 14, mở đường cho chuyến tiếp vận đầu tiên từ Pleiku vào công tâm bằng đường bộ. Vào thời điểm này, năm xưa, biệt động quân vùng 4 chiến thuật, đặc biệt là liên đoàn 42 biệt động quân biên phòng, tiểu đoàn 58 biệt động quân và tiểu đoàn 86 biệt động quân biên phòng. Tôi không biết các anh em này nghĩ gì, nhưng chắc rằng họ bị hụt hẫng đôi chút. Chẳng còn ai nhắc nhở đến trận chiến tàn khốc tại Campong Trách. Không ai đề cập đến những chiến sĩ đã hy sinh còn nằm lại trên vùng đất lạnh của xứ Chùa Tháp. Những anh em chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu tại chiến trường này, may mắn còn sống sót. Chiến trường Campong Trách đã bị lãng quên không phải bây giờ mà ngay từ dạo ấy. Hình như biệt động quân muôn thuở là vậy đó. Họ chưa có tiếng nói mặc dù biệt động quân là một đại đơn vị, một binh chủng lớn. Họ chiến đấu và tiếp tục chiến đấu cho đến khi lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh ban ra. Thôi thì hãy giống lên tiếng than. Ôi, không biết anh em biệt động quân có đồng tình như vậy không? Gần 40 năm qua, không ai nhắc đến danh từ Campong Trách, nhưng tôi chắc những người lính kỵ binh, không quân, pháo binh, công binh, biệt động quân đã từng tham chiến ở đó không thể quên. Thân nhân bao chiến sĩ đã hy sinh, thân xác còn nằm lại nơi xứ người không bao giờ quên. Chúng ta thì chưa làm gì được cho họ trong lúc này, ngậm ngùi thay. Đúng là không thể quên, cho nên thật bất ngờ, ông bạn kỵ binh Điền Đông Phương đã gửi lại Campong Trách. Tôi không hiểu ông bạn kỵ binh Điền Đông Phương suy nghĩ gì, ý tưởng của ông ta ra sao khi viết về trận chiến. Tuy vậy tôi rất chân thành và vô cùng cảm ơn ông bạn kỵ binh Điền Đông Phương đã nhắc lại khiến biệt động quân Đỗ Như Quyên, biệt động quân Trần Duy Hòa và biệt động quân Đỗ Sơn chạnh lòng, có động cơ để nhớ lại, nghiên cứu, tham khảo thêm mà viết lại cho tương đối hoàn chỉnh, hầu giúp cho quân sự, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không bị bỏ sót. May lắm thay, đáng lý Đỗ Sơn đã phải viết đến từ lâu lắm, khi tướng trưởng còn sinh thời. Tôi biết tướng trưởng rất muốn viết về Campong Trách. Sau thời gian tôi đến được Hoa Kỳ 1993, tôi đã có gặp tướng trưởng nhiều lần. Lần nào gặp tôi ông cũng nhắc nhở trận Campong Trách và nói cảm ơn tôi về sự có mặt của tôi ở đó.
Không phải một lần mà lần nào cũng vậy, tướng trưởng nói, và tôi ngồi suy tư. Tôi thật tình không muốn hiểu ông suy nghĩ gì, nhưng phải chăng tướng trưởng đang ân hận rằng mình đã rời chức vụ tư lệnh quân đoàn 4 quá đột ngột, nên có điều chưa làm được của một vị tư lệnh đối với anh em chiến hữu. Tác giả Linh Cơ. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.